Thạch dâu cô Thái với 5 hương vị trái cây khác nhau chắc hẳn hồi nhỏ bạn đã từng ăn. Một bịch thì có 5 cái thạch, có đúng một cái thìa, vậy thì dùng chung. Rất là mềm, đố mọi người biết đây là vị cam hay là vị dứa. Màu đỏ, màu của sự may mắn. Cái thạch này mà để ngoài đá thì ăn rất là mát vào mùa hè. Màu tím, nhiều thạch dứa hơn so với các vị khác. Màu tím thì chắc chắn là vị nho. Nhiều nước ấy. Dai dai của thạch dừa, thơm thơm của vị dâu câu, kết hợp với hương vị trái cây, very good. Nhìn nó căng mọng như thế này cơ mà. Cái vị của nó không bị ngọt quá đâu, ăn rất là vừa mọi người ạ. Nếu là các bạn sẽ chọn vị gì?